chỗ ở chưa? Có rồi. Có rồi hả? Qua ở chung với tôi đi, tháng tôi trả thêm 3 triệu. Bao ăn, bao ăn. Có rồi. Dọn dẹp vệ sinh giùm tôi thôi. Anh em ở chung nhau chú. Có chỗ ở chưa? Qua ở chung với anh đi, tháng anh trả mày thêm 3 triệu. Anh bao mày ăn luôn. Tháng mày đi du lịch với anh 2 lần. Đi mà dọn dẹp vệ sinh cho anh thôi. Được không, được không? Cô suy nghĩ cô. Có gì trời. Alo. Còn anh đi phát tờ rơi. Trời ơi, không có, có đi làm thêm. Khổ quá. Đó thì cũng nhờ phước ba má mà bây giờ con phải đi phát tờ rơi đó. Trời ơi, gửi có 20 triệu mà làm như gửi 200 triệu vậy đó. Trời ơi, để xíu nữa con kiểm tra được chưa? Rồi, con đang đi làm, con đang đi làm. Rồi vậy nha, rồi xíu kiểm tra. Rồi. Hello friend. Mày đi đâu á, thằng làng Nam Mỹ? Mấy bà nội mày, đây là cái xì tai của người ta. Ok. Mày làm gì dạo này nghỉ học hoài mày? Coi chừng bị rớt môn nợ môn nha con. Ôi trời ơi, nói rớt môn nợ môn sợ mày. À, thằng. Nói sợ. Rồi rớt môn rồi sao? Rớt môn thì sao? Rớt môn thì thi lại. Ừ. À, nhà giàu để làm gì? Rồi, bạn thì kinh rồi. Ê, mà tao hỏi thiệt mày nha. Mày học vậy rồi đến chi? Thì ra trường, đi làm, kiếm tiền. Mục đích chính là đi làm. Rồi mày làm thuê cho người ta, rồi ông chủ cũng sẽ chửi những cái đầu chó của mày. Đúng chưa? Trong khi mày về mày xin ba má mày một cọc thiệt. Người ta mày kinh doanh rồi cái gì đó, xong rồi mày ngồi mày đếm tiền thôi. Hiểu chưa? Cái vấn đề là không phải ai cũng mạnh miệng được như mày. No, không hề mạnh miệng. Đàn ông là mình phải có tầm nhìn. Đàn ông là phải có bản lĩnh. Ok. Cái ý của tao nó không phải vậy. Ý của tao là đâu phải ai sinh ra cũng nằm sẵn trên vị trí như mày. Mới vô Sài Gòn ở năm nhất thôi, ông bà già mua cho nguyên căn nhà trong này luôn. Mỗi tuần cho 20 triệu để tiêu vặt. Ê, cái này tao hỏi thiệt mày nè. Ví dụ như mà ông bà già mày không giàu như vậy, không cho 20 triệu mỗi tuần để mày tiêu vặt thì mày làm gì? Chết mẹ luôn, cho đồ cho mày làm gì? Mày nghĩ sao giờ sống không có tiền thì vô rừng vô rú sống với mẹ mấy con thú mấy con súc vật trong rừng chứ. Giống làm gì? Chán chết mẹ. Rồi thôi mày biến đi chỗ khác cho bố mày làm việc cái. Trời ơi mày ngồi đây tao nói thiệt mày, đi biến đi chỗ khác đi. Em trai. Dạ. Có chỗ ở chưa? Dạ em có. Có chỗ ở chưa? Không có, ở chung với anh đi, dạ, một tháng anh cho 13 triệu mày bao ăn bao ở. Dạ thôi được rồi, anh em có. Đi em trai ơi. Bữa giờ nghỉ học đi phát tờ rơi. Rồi sao? Người ở cùng. Yêu cầu đặc biệt sạch sẽ, ngăn nắp. Rồi sao? Mắc gì cười? Tao nói thiệt với mày nha, mày có đi phát ở đây tới Tết năm sau luôn cũng không ai đồng ý ở chung với mày. Tại sao? Rồi còn tại sao nữa? Danh tiếng của mày bây giờ là nguyên một khu này ai cũng biết hết. Mày nổi tiếng lắm, nguyên khu này cũng biết luôn. Tiếng gì? Thánh ở Dương. Ê, tao nhớ là hình như là chỉ có một mình mày là đã từng qua nhà tao. Và chỉ có một mình mày là biết tao ở dơ. Và mày mới nói là cả khu này ai cũng biết tao ở dơ. Vậy có nghĩa là tao có việc, tao đi trước. Má, thằng chó đẻ. Má nè, chó đẻ thì. Mình đang làm cái quái gì vậy hả? Anh có sao vậy? Chân anh có bị đau ở đâu không vậy? Anh cho tôi xin lỗi. Đau cái gì mà đau? Cô mới đạp lên cái đôi giày 20 triệu của tôi đó. Trời ơi. Đôi giày
Đôi giày gì 20 triệu, đôi dép tôi quen có 20 ngàn à. Anh đừng có thấy tôi quê quê mà lừa tôi nha. Lừa cái gì mà lừa? Đôi giày của tôi là làm từ da hà mã đó biết không hả? Hay là tôi giặt sạch trả cho anh được không vậy? Giặt sạch. Cái đôi giày này là từ da hà mã. Đụng nước một cái là nó sình ra, nó thui, nó bị bạc màu, nó mất form. Nói chung là bây giờ dục luôn đôi giày rồi đó. Nói chung tóm lại là cô đền cho tôi đi. Tôi xin lỗi anh nhiều. Tôi không có nghĩ là trên đời này có cái đôi giày nó quý như vậy. Hay là tôi ở dưới quê mới lên không có nhiều tiền như vậy. Anh cho tôi xin lỗi anh nhiều nha. Nhìn là biết mới dưới quê lên rồi. Thôi không có tiền thì lên công an đi. Tôi lại luôn á, cho tôi xin lỗi nha. Thôi, cũng may cho cô đó. Thôi giờ tôi dính giày đi. Hiện tại thì nhà tôi cũng đang cần người giúp việc. Tháng trả 3 triệu. Thôi bây giờ cô về cô làm cho nhà tôi đi. Khi nào đủ tiền trả hết cái đôi giày này thì đi đâu thì đi. Được không? Nhưng mà gì? Nhưng mà tính quỵt đúng không? Không phải, ý tôi không có phải như vậy. Tôi đi làm thêm ở ngoài để kiếm tiền nhanh trả hết nợ cho anh được không vậy? Cũng được. Miễn sao là hoàn thành xong hết việc nhà thì muốn đi đâu thì đi. Nhà tôi thì được cái là giờ giấc thoải mái lắm. Chốt. Ok. Rồi. Đứng ở đây. Đợi ông chú tôi đi ngang qua rồi đi về. Nhà anh giàu chứ vậy? Có tài xế riêng luôn hả? Bắt taxi nữa. Nhà anh đẹp ghê luôn á. Thường thôi. Đây mới chỉ là bên ngoài thôi. Bên trong nó còn đẹp hú hồn chi mén hơn. Mời vào. Ê cô, làm gì chưa gì lau nhà rồi yêu nghề dữ vậy? Lau nhà cái gì, tôi xỉu đó ông nội. Má gì xỉu? Nhà gì mà dơ như vậy, mà có con gì chết hay sao mà thúi như vậy? Thúi đó ông trời, chẳng qua là do cô chưa quen thôi, mai mốt ở riết quen à nha. Mà nhà anh bừa bộn vậy chắc nhiều người ở lắm hả? Có đâu, ở có mình à. Đến Sài Gòn có ba má mua gió căn nè. Một mình bày cỡ này, tôi mà ba má anh lên thấy cảnh này chắc quá anh hộc máu luôn quá. Bày cỡ này là sao? Ủa, nó thì vậy thì mới cần người giúp việc chứ bà nội, đúng không? Nếu mà cảm thấy không được thì đền đôi giày đi. Biết rồi, có đôi giày nói hoài à. Thôi. Kể từ giây phút này, tất cả những cái tiện nghi trong cái ngôi nhà này cô được sử dụng thoải mái. Miễn sao dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ là được. Còn về cái tiền lương á, lương tháng 3 triệu giờ giấc thoải mái, khúc sau khỏi nói. Khỏe lắm con. Thôi thì ùa vào đam mê đi. À mà anh tên gì để tôi còn biết mà dễ xưng hô. Tên Vĩnh, 23 tuổi, gốc Con Tum. À, 23 tuổi, vậy là bằng tuổi tôi. Tôi tên Hạ, cũng 23 tuổi, ở Cần Thơ mới lên để xin việc. Không cần nói thêm. Ok. À rồi tôi ngủ ở đâu? Lên lầu. Phòng nào không có chuột dưới dáng là phòng của cô á. Thank you.
Chủ với bộ cha hả? Được không được tôi đổi chủ khác. Ngon. Đợi nó về 20 chiều đi rồi nói chuyện. Thì anh cũng phải kỹ một chút chứ. Tôi mới dọn dẹp xong bây giờ anh về anh bậy như vậy. Rồi chừng nào mới được đi nấu cơm. Thôi quen. Chưa bỏ được. Thông cảm. Cố gắng dọn đi. Ủa anh hai, chị Thư mà anh hai hay kể với em á hả? Chị Thư là 246, bữa nay là thứ ba chắc 357. Chết, ồ trời, em xin lỗi nha, em hồ đồ quá. Thôi, anh chị lên đi. Ủa, mà khoan, chị tên gì vậy? Em. Giỏi lắm. Khá. Nhớ mặt tôi. Tang 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 tang. Mời em vào đây, nơi cái giường của chúng ta đêm nay, nơi chúng ta được. Thôi mà anh hay nói với em hả? Nhưng mà không có giống trong hình nha. Em gái của anh dư tính quá vậy. Còn chiêu nào mới hơn không? Em gái anh nói vậy đó, nó nghịch ngợm lắm. Nhưng mà nó còn non và xanh lắm. Chị là Vi không phải là Thư nha bé. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Giờ xuống nấu cơm đi. Nhớ nấu ngon ngon cho chị Vi ăn nha. Dạ. Mà anh hai, làm gì làm nhớ an toàn đó nha. An toàn? À vừa đó. HIV nguy hiểm lắm. Cái gì? Anh bị HIV hả? Ủa? Chứ em tưởng anh hai nói chị rồi. Nói cái gì? Trời ơi nè. Nè, kết quả xét nghiệm của ảnh nè. Đó. Đó là bình lừa đó hả? Nè, học đâu ra cái thói bịa ra kết quả HIV vậy? Tôi hết vậy đó. Còn anh á, muốn gì thì ở ngoài, mắc gì dắt về nhà. Ủa, đây là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Có tôi ở đây thì không được. Mắc mới gì không được? Tôi không quen ở bên ngoài. Ủa, mắc mới gì tôi phải giải thích với cô? Tôi bị ra kết quả này chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Anh bớt ăn chơi lại đi. Hôm qua cô này, hôm nay cô khác. Cái kết quả này sớm muộn cũng thành thật thôi. Không cần tôi phải bịa đâu. Lúc đó hả, hối hận cũng không có kịp đâu. Mạnh miệng quá ha. Nhớ vụ đôi giày không? Đôi giày hả? Đây nè. Ai nói đôi giày này giặt không được? Tôi giặt rồi nè. Với lại tôi tra trên mạng rồi. Đôi giày này cũng không có giá 20 triệu như là anh nói đâu. Còn anh mà cảm thấy tôi phá đám quá thì ngày mai tôi nghỉ việc. Với lại tiền lương tôi làm thêm ở ngoài á cũng đủ rồi. Còn tiền lương tháng này á coi như tôi đền tiền tôi làm bẩn đôi giày cho anh, được chưa? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Ai cho phép nghĩ mà nghĩ? Mà cô suy nghĩ kỹ chưa? Làm gì có chỗ nào bao ăn bao ở sung sướng nhờ đây? Với lại cô chơi tôi 2-3 lần. Tôi lừa cô có 1 lần à? Coi như là què, có gì đâu. Đúng không? Tôi phá đám á, chỉ muốn tốt cho anh thôi. Còn anh á là lừa tôi, khác nhau nha. Thôi vậy đi. Ở lại. Tăng lương được không? Nhiều. 3.5 triệu. Ê, 4 triệu. Nè,
Tôi nói giỡn thôi. Tôi á vẫn làm bình thường, lương như cũ. Nhưng mà anh phải giúp tôi một chuyện. Tôi giúp cô. Ừ. Ê. Hả? Làm gì thập thọn như đi ăn trộm ăn cắp vậy? Nè, cầm cái lá này đi. Cái lá này, cái may lá... mắn lắm. Cái lá này là cái lá gì? Lá chè bồn. Lá chè bồn là đừng cái đừng hỏi gì? Nhiều, may mắn lắm. Anh nhớ hết chưa? Hỏi nhiều đó thôi. Xíu nữa nó đi ngang qua, tôi giả bộ tôi hù cô một cái. Coi thử nó có quan tâm đến bảo vệ cô không, đúng chưa? Mà gu mặn đó. Thằng xấu quắc vậy mà cũng thích nó được. Anh kệ tôi đi. Thôi anh ra đi, tôi ra trước. Ê. Hả? À, nhớ vụ kia chưa? Vụ kia là vụ gì? Ở chơi. Về nhà có việc á. Thôi giỡn á. Trời ơi tôi nhớ rồi. Trời ơi khi nào mẹ anh gọi thì tôi nói á, tôi là người yêu của anh. Để cho mẹ anh á không có giục anh lấy vợ chứ gì. Nhớ rồi nhớ rồi. Nè. Xíu nữa. Vụ nó đi về hướng bên đây. Ok ok ok. Ok chưa? Ok ok. Em có lâu không vậy? Ủa? Em đi đâu mà lâu thế? À hồi nãy em đi qua đó. Em đi qua đó thấy cảnh bên đó đẹp lắm. Hay là mình đi qua đó chơi nha. Đi. Chào chú em. Bà gái ngon đó. Khôn hồn thì để bạn gái ở lại. Để bạn gái lại cho anh ngồi nói chuyện chút xíu được không? Mày chết mấy mày với tao rồi. Mày mua đấy. Bỏ ba cái trò mất dạy này đi nha. Đi thôi em. Quấn đào quá. Sao không vậy? Má. Hồi nãy mà không bị trượt chân hả? Tôi đấm cho nó mấy phát. Chứ không phải. Anh bị người ta quánh nằm một đống hả? Ê, cười gì? Tính ra tôi giúp cô luôn á. Mà tôi thấy rồi, cỡ tôi mà nó quýnh ra vậy, tướng như cô à, nó quýnh ba má nhận không ra. Bỏ con đó đi, tôi thấy nó có cái tướng vũ phu đó. Ê, má tôi gọi, má tôi gọi. Nhớ chưa, nhớ gì chưa? Nhớ chưa? Bình tĩnh, bình tĩnh. Một, hai, ba. Dạ, alo. Dạ, con chào bác. À, dạ, con là người yêu của anh Vĩnh. Con, dạ dạ, con tên Hạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ê. Hả? Hồi nãy mà lúc mà cô nói chuyện với má tôi á, tụi nó có một ý tưởng này hay lắm. Ý tưởng gì? Để mà cái thằng khứa đó nó thích cô á, cô phải cho nó thấy là cô giàu cỡ nào. Rủ nó về nhà tôi chơi đi. Em bị điên à? Tự nhiên nghĩ ý tưởng gì mà tào lao vậy? Thời đại bây giờ vật chất quyết định ý thích. Nghe lời tôi đi. Thôi, dù lỡ anh biết thì sao? Lúc đó mọi thứ đã muộn mất rồi. Nghe lời tôi đi. Nhưng mà tôi với anh ở chung nhà, làm sao giải thích được? Nói với nó, tôi là anh hai của cô. Tôi nói tôi là con một, với lại Sài Gòn cũng không có bà con nữa, lấy đâu ra anh hai? Thôi, kệ mẹ đi, cô cứ rủ nó qua nhà đi. Chuyện còn lại, tôi lo, ok chưa? Thôi về nhà nấu cơm, đi. Ê,
nhưng mà được không vậy? Ê! Anh uống nước đi. Nhà em đẹp quá ha. Dạ. Mà sao em không nói gì hết anh hết à? Em cũng hơi ngại nên không có nói. À, mà có bạn em nó biết anh qua chơi á, nó cũng qua nữa. Để em gọi nó xuống. Xuống đi. Ảnh qua rồi nè. Trời ơi. Thế... Ủa đẹp như em hơi sức tưởng tượng. Giới thiệu với anh đây là thằng con bạn con chào cô ạ. Cho em bắt tay chị. Chị. Anh chào em. Chào anh nha. Chị ơi, chị ơi, tha cho em biết lỗi rồi chị ơi. Tha cho em cả. Chị ơi. Em. Trời em sổ sàng quá. Thực ra thì do em tự nhiên em nhớ tới cái câu chuyện hôm qua ông hàng xóm kể về cái chuyện ổng đi ăn mừng 49 ngày vợ thằng bạn ổng mất á. Em nhớ là em mắc cười quá trời quá đất luôn. Chứ thực ra không có gì hết á anh. Ủa mà anh tên gì ta? Anh tên Hải. Không biết em tên gì nhỉ? Anh tên Hải. Anh uống nước chở nha. Chắc cây gột hơi lâu xíu. Uống nước trước nha. Trời ơi, ta đang nói chuyện à. Không cản. Thôi à. Anh nhiêu tuổi ta? Em 23 thôi. 23 là lớn hơn em 2 tuổi. Em 21 tuổi. 21 tuổi. Em tên là Di Hường. Oh. 21 tuổi. Thôi bây giờ anh ngồi đây đi. Em vào trong. Em với anh bạn em chuẩn bị một số món ăn. Làm cái món gì xong rồi ra đây ba đứa mình cùng ăn nha. Ok em luôn. Ngồi đây nha. Chơi đợi em nha. Ok. Ồ nóng quá. Đến rồi. Kèo này thơm lắm á. Nhỏ dâu mà lại còn mê tao nữa. À, pha rồi, yên tâm. Sau vụ này á, tao ăn xong rồi tao cho tụi mày nha. Thế nha. Anh Hải nè. Em có thể nào hỏi anh một câu hỏi nhỏ được không? Em hỏi đi, chuyện nhỏ mà. Nhưng mà em sợ anh trả lời không được á. Ui, chuyện gì anh cũng có thể trả lời được hết á. Tại sao anh lại bỏ thuốc vào ly nước này vậy? Tại sao vậy? Hả? Mày Hà ơi, xuống đây tao cho mày coi cái này hay lắm nè. Mày thằng chó này. Mấy thằng nhóc con nói về đồ gà gái, mày phải gọi tao là ông nội. Ủa? Anh đâu rồi? Đuổi về rồi. Ủa? Sao tự nhiên anh đuổi bạn trai tôi về? Cái gì? Cô kêu thằng cờ hó nó là bạn trai. Nó quen cô, vậy nó tưởng cô nhà giàu, nó đào mỏ cô thôi. Chính mắt tôi thấy.
Nó bỏ thuốc vào ly nước của cô đó. Thì tôi cũng chỉ nghe anh nói thôi mà. Đã ai làm gì tôi đâu. Làm gì cô? Đợi đến khi nó làm gì rồi á, dắt cái bụng bầu về Cần Thơ. Thì đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Tôi đang móc quần áo trên lầu, anh kêu tôi có gì không vậy? Thay đồ đi. Đồ gì mà thay? Đồ tôi mới mua cho cô đó. Mua đồ cho tôi? Có lộn gì cha? Bỏ mấy bộ đồ nhà quê của cô đi. Dù sao ở với tôi á thì nó cũng phải xứng tầm một chút. Ồ, cái đầm đẹp quá nè. Trời ơi, cái này á để gửi về quê cho mấy đứa em. Hả? Gì tự nhiên gửi về quê? Chứ sao? Lên thay luôn đi mà nội. Thôi, tôi nào giờ đâu có mặc mấy cái này đâu. Thôi, kỳ lắm. Yên tâm, tôi nhìn người nên mới chọn bộ đồ đó đó. Bảo đảm, bao hợp. Thử đi. Đi lên thử đi. Thử xong xuống đi nha. Rồi, 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 biết rồi. Công nhận, đồ mới mà, sướng thiệt. Ê, nhìn gì nhìn dữ vậy cha? Nói chung, nhìn kỹ thì cũng giống con người đó. Ê, chết tiệt, cái thằng chết tiệt đang nói cái quái gì vậy hả? Có muốn tôi thì nhịn đói không hả? Tiền lương tháng này đủ chưa? Nè, món cô yêu thích đó, tôi mới mua đó, ăn thử thử. Cha nội này chứ có ngày đau tim mà chết quá. Bình thường thì không có đẹp trai nhưng mà hát cũng hay, hơi cà chớn nhưng mà cũng tử tế. Gì trời, tự nhiên nhà nóng nó đứng nó khùng nó điên gì không biết nữa. Cô thích tôi đúng không? Chị tỉnh vô, nó khùng nó điên gì cha, tôi thích anh rồi nào. Khoảng cách từ chúng ta xa có lẽ vậy. Tự nhiên đi đâu mất tiêu vậy ta? Tiến sâu vào đoạn tình cảm này, tôi lại không có ở bên cạnh anh.
tôi không muốn anh phải đau lòng vì điều đó. Bệnh của tôi không có cách nào trị được. Cả đời tôi đã làm gánh nặng cho ba mẹ, chưa một lần là báo hiếu. Nên tôi muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại trải nghiệm cuộc sống như bao người. Tôi có nhờ người mang số tiền tôi dành dành được gửi cho anh. Mong anh có thể trao nó tới tận tay ba mẹ tôi. Địa chỉ tôi có ghi kỹ lắm. Coi như chút tài sản nhỏ tôi để lại cho mấy đứa em đi học. À, thật ra cái ông hôm bữa mà là phục vụ chung với tôi á, tôi nhờ ông giả làm bạn trai tôi thử lòng anh thôi, chứ ổng hiền khô à. Đừng có tìm tôi nữa. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là hai người dư ngược lối, vô tình gia phải nhau với dòng đời này. Tượng trưng là nhân duyên, lòng thầm mong khát khao ngày bình yên, được cùng em nồng say tình yêu trao đến tay. Nào ngờ ngày hôm nay em vội buông cánh tay, ngày người gieo tương tư anh nào đâu có hay, để khi anh say đắm em xa trốn đây, để lại anh với cô đơn bao đêm. Làm sao anh có thể quên? Trong lòng anh chẳng thể ngừng nhớ em, nhớ cảm giác gần em đêm mỗi đêm. Hình dung anh cứ thế hiện lên ở trong tâm trí của anh. Không thể yêu xin đừng gieo nhớ. Đưa cho ông nè. Xin lỗi nhá. Thực ra tôi hơi nặng tay. Nhưng mà diễn thì phải thật. Lần sau đừng có giả bóng nữa nhá. Nhìn thấy ghê lắm. Yeah. Alo, hôm nay học môn gì vậy mày?